Ngày còn tấm bé trong vòng tay của cha ru hời, nụ cười hiền ấm áp cha luôn dành cho con dấu yêu. Ngày tháng đến đi không ngừng, chợt thấy dáng cha hao gầy vì con, tóc cha giờ phôi pha. Thuyền đời vượt sóng con bình yên có cha bên mình, người là ngọn đuốc sáng luôn soi đường cho con bước đi. Dù có nắng mưa dãi dầu, dù có đắng cay không ngại, rồi mai đây con lớn khôn đáp đền ơn sâu. Một đời cha thương con thương thật đong đầy, một đời cha hy sinh chẳng quản nhọc nhằn, để ngày mai tương lai con rạng ngời. Là tình cha vơi vợi như thái xa. Ấm áp như vầng thái dương,
ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra anh và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh dài nhẹ nhàng hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Cảm ơn trời dù sống thương đau,
đi chết rồi trở về cát bụi dẫu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời vẹn hướng. Giờ đây cụng già đã đến giờ hành lễ, chúng con thay mặt Tăng Môn Hiếu Nhân Đề Đồ thành tâm bái tính Hòa Thượng Thích Liên Huy, trụ trì chùa Điện Ngự cùng chư tôn thiền đức tăng quang lâm đến trước bàn Phật để hành lễ. Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, hôm nay đệ tử chúng con cùng toàn thể tăng quyến quỳ trước Phật đài, dâng nén tâm hương lên cúng dường ba ngôi tam bảo, nguyện xin ơn trên Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thế gian vô thượng phúc độ nguy thủy tư đại khổ không ngũ ấm vô nghe sinh diệt biến dị tâm thị ác nguyên hành vi tội tấu như thị quan xét tiệm ly sinh tử phù thủy thị giả bác công đức thủy tự thiên chân thiên tại chúng sanh nghiệp cấu trần biên nhập tùy lô ba tạng nhớ ghé trung bộ sư bất siêu luân thủy bất tây thủy diệu cực phát thân trần mặc nhiên trần phán tác tự kỳ biên trừ nội mọi đáng lịch đạn tràng sai khu mật tác dương sinh thiết lễ ban di thành bình độ sớ vị đạo nội ngoại trung gian vui trượt thắng trầm phù hiển tâm thanh lương. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hướng linh quy Phật. Hướng linh quy chi hướng linh vạn sanh cực ma quốc tội từ tâm khởi đem tâm xem tâm đe tình thời tội liền tiêu tội tiêu tâm tịnh thấy điều không thế mới thật là chân sáng hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma Tát nguyện.
giác thiên trần tâm ân thể như như đại quyền Bồ Tát khai phương tiện nhất điểm linh quang thước thái tông trì nạn từ ngày vô trụ đối không tuyên Thế Tôn Đức Tương An Tạng Tăng Dương Kim Hữu Chư Tăng Chủ Phụng Phật Tu Hương Thiết Cung Hung Kinh Nhập Liệm Thành Phục Kỳ Siêu Độ Hương Linh Sự Từ thời khai khai sơ văn cung đối Phật Tiền hào tướng quan trung phú thùy minh đa chân Nờ Phục Ma Di Phật Từ Bận Thế Phong Thập Phương Tiếp Dặn Chi Quang Pháp Bảo Hiệu Linh Trung Linh Kiếp Mê Luân Chi Khổ Túc Thừa Hai Thầy Tâm Tô Vi Trung Sư Vì Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ California Tiểu Bang thành phố kim hữu tăng chủ hiếu trường nam nguyễn phong minh hiếu đức hồ thị duy thao hiếu trường nữ nguyễn thủ quang hiếu tế lê minh triết hiếu nam nguyễn văn văn hiếu nữ nguyễn thanh văn hiếu tế trung hồ hiếu nữ nguyễn mỹ văn hiếu tế trương kim đội tôn đa bích nguyễn stephen nguyễn rinh minh nguyễn đinh ni nguyễn Hội Tôn William Trương Christina Trương Hiệp Toàn Gia Ta Quyên Nga Nam Nữ Nhân Đăng Kiên Đàn Phòng Phò Tu Hương Thiết Công Phung Kinh Nhập Liệm Thanh Phòng Kỳ Siêu Độ Hương Linh Trừ Tức Nhập Phạm Hương Tâm Thành Khâu Bay Phật định chí năng nhân
phong hào quang y mặt bờ thì sắc phương dân hương hồn phó đạo tràng chi hội hương hoa Yeah.
hiếu nam nguyện quang quang hiếu nữ nguyện thân quang hiếu thế trung hộ nguyện thành kẻ trăm đi thiên vàng bày cam lộ bì phụ thân cúng dường lễ như bái huệ
và bệnh chết khi chúng ta đã sắp ra. Nhưng mà Đức Phật này luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta không phải là riêng gì Phật giáo hay là riêng người Á Đông, mà tất cả những người Tây Phương, những tôn giáo khác đều cũng công nhận rằng sau khi chúng ta chết có một cái nhịp cầu để bắt tới cho một cái tương lai khác, một cái cuộc sống khác mà chúng ta kêu là đầu thai. Có những cái tôn giáo họ nói rằng là làm tất cả những cái việc đó để mà sanh lên trực tương của trời, hoặc giả là không có tin thì sẽ sanh xuống địa ngục. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy cho tất cả chúng ta rằng mỗi một người sanh ra tốt hay xấu đều tùy cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Mà cái nghiệp của chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ được hưởng tất cả những cái quả tốt, mà nếu chúng ta làm xấu thì sẽ chịu tất cả những cái quả xấu, chứ không có ai có thể ban bố cho chúng ta cả. Trong suốt cuộc đời 36 năm, cha ông của quý vị là cụ Nguyễn Phụng Văn, Phật danh chân pháp, ngồi một người ông đáng yêu đáng kính, một người cha rất là hiền lành, hướng dẫn cho tất cả quý vị thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhiều nhờ công đức của cha ông của quý vị. Thường người xưa ta nói rằng là cái còn cha thì gót đỏ như son, khi cha mất rồi thì gót con lóc bùn, để lại nhiều cái sự khó khăn, những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà quý vị muốn học hỏi cũng không có được. Đó là một mất mát rất là to lớn. Nhưng mà thưa quý vị, cũng hiếm người có được một cái tuổi thọ 86 như ông. Bởi vì khi chúng ta có được cái tuổi thọ vậy là chúng ta đã tích góp rất là nhiều cái phước lành. Cho nên người ví dụ mới có 30 mấy tuổi, 20 mấy tuổi, có người thì bị bánh, bị giết, bị đau, điều này chuyện khác rất là nhiều. Cho nên chúng ta rất là quý hiếm được có một tuổi thọ như thế này do phước đức ông đã gây ra. Mà chúng tôi biết quý vị rất là buồn hôm nay đây, ba của ông của quý vị không còn nữa. Nhưng mà thưa quý vị rằng hôm nay đây cụ ông ra đi, nhưng mà không phải một mình ông ra đi, mà rồi tất cả chúng ta đây 50 năm, 70 năm, hoặc giả là 80 năm, 100 năm nữa, hoặc giả là nơi này, hoặc giả là nơi khác, tất cả những người thân của chúng ta sẽ tiễn chúng ta đi. Cho vậy chúng ta đền đáp cái công ơn sanh thành dưỡng dục trời bể của ông cha, và đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho ông phát tâm quy tam bảo như ông. Và chúng tôi thấy rằng tất cả quý vị đều là người Phật tử, quý vị cũng có thuộc kinh, quý vị làm tất cả những việc làm này, làm tất cả những cái việc thiện, có thể bố thí giúp đỡ người nghèo, phát tâm quy tam bảo, rồi đem tất cả những công đức lành này hồi hướng cho ông. Đó chính là quý vị đáp đền một phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục của cha ông, và đó cũng chính là quý vị tặng cho ông một cái món quà vô cùng có giá trị để làm hành trang cho đời Đức Phật. Và đó cũng chính là quý vị gửi gắm cái tình thương yêu nhất cho mình đối với ông. Hôm nay chúng tôi xin thay mặt cho Hòa Thượng Thích Liên Lý, Toàn thể Chư Tăng và Phật tử Chùa Điều Ngự thành kính phân cưu cùng với gia đình nhất tâm nguyện cầu hương linh của cụ ông Nguyễn Phụng Văn, Phật danh chân pháp, được sớm sanh về Đức Phật. Và cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được vô lượng an khương, thành tựu như nguyện. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư Di Đà Phật. Thay mặt Tăng Môn Hiếu Hiến, chúng con thành thân chân tà Hòa Thượng. Bây giờ chúng tôi để tiếp theo chương trình tăng lễ, chúng tôi xin mời Tăng Môn Hiếu Hiến đại diện lên để thắp hương, đứng hai bên. Để mà xin mời tất cả bạn bè thân hữu của gia đình quý vị đến thăm viếng. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người.
xuân của mẹ. Và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đe đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, biết tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Cha, giá như chỉ một lần thôi con được gọi tiếng cha trở lại là niềm hạnh phúc nhất trên đời của con. Mẹ,
giá như con được làm lại tất cả để đền đáp lại tội lỗi của con ngày nào. Đó cũng là một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của đạo làm con. Sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cha ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đế đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ ở đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Sống thế nào để mẹ được vui? Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, làm sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Trời cho ta kiếp người, phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào
để mẹ được vui. Tình cha bao la những nỗi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn man nàn đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Ta ra đời cảm ơn ông trời cho ta kiếp người, phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dẫu biết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Trời cho ta kiếp người, phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Người cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi
cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại ta tựa mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần. Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần. Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả. Nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần. Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha. Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Yeah.
để làm chúng ta ngồi lại nhớ cùng với đi tổng kết. Em cao cầu hướng nghe kim kim bắn lắc thỏ trời quên gái như ai trong thần nghiên mơ nam mô đêm trì hội thượng phật bồ tát nam mô đêm trì hội thượng phật bồ tát nam mô đêm trì hội thượng phật bồ tát phật ngã thuyết ca di đà kinh như thế ca văn chân thời phật tại gia cha lời tử ma mục kim kim ma kim ma nào người sáng giàu đừng vì tham tiền bỏ
lên như cát bụi lá ta mai lệ trong thank you.
Thank you.
kim ta yêu nguyên linh tiền khắp nghĩa tâm niệm phụng vị cương linh thân tu nội nội tố nguyên phụng tăng phép nhân trường phép chi hướng linh linh này đeo linh tiền anh linh thân phép thọ tài hướng thực siêu sanh lạ quốc hương hoa Hãy subscribe
cúng dường lòng thành của cháu con. Về đến phụ thân đẹp thọ đồng Phật về Tây Phương biển thực biển quê giang con thân con thể thống an cơ quý vị rất là buồn,
quỳ có bao nhiêu tiền trên đường cũng không thể mua một người cha cả kính cả ái như là của Nguyễn Phụng Quốc. Pháp nhân chân Pháp, nhà cửa, xe cổ bị mất, bị hư, chúng ta có thể sắm lại. Nhưng mà cha mẹ của mình kể cả đời sống của mình khi mất rồi thì dù là tùy bố cũng không thể sử dụng tiền để mà mua sắm được. Đây chính là cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta phải quán niệm để thấy rằng khi đời sống của chúng ta được vô thường, hiền hô, nó rất là ngắn ngủi nhưng mà nó cũng rất là giá trị. Nếu chúng ta biết đầu tư, biết sử dụng nó như là một công cụ để làm những cái việc. Cái cuộc đời của ông là một cái bài học lớn. Không phải chỉ đối với con cháu mà còn đối với những ai đã từng quen biết cụ. Vì đời sống của cụ là một đời sống đại đức. Cụ đã hết lòng thương yêu, nuôi dưỡng, dạy dỗ để giúp cho mọi người trong gia đình trở thành những người hữu dụng đối với xã hội. Chẳng những vậy mà cụ cũng đã làm tất cả những gì mà cá nhân của cụ có thể để đóng góp vào cái tiến trình thành hóa chung của thế giới nhân loại. Trong đó có dân tộc và tổ quốc. Và Đức Phật dạy ở trên thế gian này, trong tất cả mọi cái ân đức, thì cái ân đức của cha mẹ là cái ân đức lớn nhất. Và ngày về trong những cái công lao mà người ta có thể tuyên dương trên thế gian này, thì cái công đứng đầu là cái công của những người hiếu thảo. Và ngược lại, cái tội lớn nhất là cái tội của những người bất hiếu. Do vậy mà Ngài luôn luôn nhắc nhở những người con, những người cháu còn lại cố gắng để mình đền đáp cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ dù chúng ta thông minh như thế nào, chúng ta cũng không thể khôn lớn trưởng thành được. Bây giờ quý vị có con có cái, quý vị khổ cực vì con như thế nào, hy sinh cho con ra làm sao, mà hết lòng thương yêu con của mình cũng hơn chính thân thể của mình như thế nào. Thì ngày xưa quý vị còn thơ bé, không phải chỉ còn ở cái tuổi bé thơ mà kể cả là trưởng thành, cha mẹ cũng một lần thương yêu, dù không chăm sóc như là cái thời quý vị còn bé nhưng mà còn lo lắng, còn quan tâm đau cái đau của cô, buồn cái buồn của cô và vui cái niềm vui mỗi khi thấy cô, thấy cháu thành công trước một cái lãnh vực nào đó, âm thầm hy sinh chịu đựng miễn sao con của mình đạt được những cái thành quả mà mọi người hồi bàn. Do vậy mà Đức Phật dạy cái đạo hiếu chính là Phật đạo, cái tâm hiếu hảo chính là cái tâm Phật, và cái hành hiếu chính là cái hành Phật. Và cái phương cách mà mình đã hiếu không phải chỉ giới hạn trong cái lĩnh vực vật chất như là thuốc men, cơm áo, phụng dưỡng, sản xuất vân vân. Cái đó là một cái phần quan trọng nhất, quan trọng hơn là phải cùng với cha mẹ hướng đến chân pháp để tu tập. Bởi vì có tu tập thì mới chấm dứt khổ đau, mới chấm dứt được cái vòng luân hồi sinh tử. Còn nếu tiền bạc nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn căng thẳng, vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng, và cuối cùng thì cũng sẽ bệnh và bệnh viện ra đi. Quý vị là những người tri thức, những người cô, những người cháu hiếu thảo, quý vị đã làm tất cả những gì mà khả năng của quý vị có thể để đền đáp cái ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và chúng tôi tin là trong những ngày tháng kế tiếp, đặc biệt 49 ngày
quý vị vâng theo lời dạy của Đức Phật, cố gắng tránh xa những cái điều ác, nỗ lực thành tựu những cái hành lành và thanh tịnh tâm linh của mình qua những cái phương pháp như ngồi thiền, niệm Phật, về chùa, công quả, phát tâm vui y, vô thí cũng nhiều Phật nói chung, làm những cái việc lành đẹp, vừa tích lũy công đức cho chính mình, giúp cho đời sống của mình thật sự hạnh phúc và an lạc, và đồng thời đem cái công đức lành mà mình tích lũy được qua những cái việc làm thù thắng đó hồi hướng cho hương linh của cụ ông Nguyễn Phụng Vân Pháp Danh Trương Pháp, thì người sống cũng như người mất sẽ có được cái lợi ích vô cùng lớn lao. Hôm nay theo cái sự thỉnh cầu của Tam Quyến, Chư Tăng và Ban Hồ Niệm, Chùa Điều Ngự đến đây để cùng quý vị cầu nguyện, và chúng tôi tin một con người có một cái đời sống đạo đức vị tha. Thay mặt Chư Tôn Đức Giáo Phẩm và toàn thể quý đạo hữu tại Chùa Điều Ngự, chúng tôi xin thành kính phong hương cùng quý Tam Quyến và cầu nguyện ơn đến mười phương chư Phật từ bi chứng minh gia hộ cho tất cả quý vị được vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, và gia đình của quý vị có cái duyên lành rất lớn đối với Chùa Điều Ngự. Do vậy mà xin quý vị cứ xem Chùa Điều Ngự là nhà của mình. Nếu mà quý vị còn bất cứ điều gì ở chùa, hôn hỷ cho Hòa Thượng Thích Thiện Huy, trụ trì của Chùa Điều Ngự biết, và chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. On behalf of the Điều Ngự Temple, please accept our deep sympathy and sincere condolences, and may the Buddha bless you all. Thank you. Bà Thầy, hôm nay nên chúng con đại chúng này này để tiễn ba đi như những lần tiễn ba đi, rồi chúng con đã đón ba về. Khi ba đi về thăm mẹ ở Việt Nam, chúng con vui mừng đón ba về. Nhưng lần này tiễn đưa này thì chúng con không còn có một cơ hội nào nữa để đón ba trở lại với tụi con. Vậy là lần tiễn đưa này ba sẽ vĩnh viễn đi xa về với mẹ, rồi anh em con sẽ còn được không còn được nghe những giọng nói tiếng cười của ba từ đây nữa. Anh em con kể chuyện về ba cùng hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa và cảm thấy buồn vì đã không đối xử trọn vẹn với ba. Xem lại những tấm ảnh cũ của ba và nhìn gương mặt của ba tươi cười nõng mỡ bên cạnh con cháu, và cảm thấy hối tiếc những khoảnh khắc quý giá mà giờ chỉ còn lại trong những kỷ niệm, trong những hồi ức mà thôi. Xin ba tha thứ những lỗi lầm và chúng con đã gây ra làm cho ba buồn phiền. Trước khi nhìn lại những kỷ niệm, nhìn thấy những các em và các cháu đứng cạnh và thì thầm bên tai ba mà cứ còn tưởng ba đang ngủ ngon bên cạnh các cháu, nhìn ba mà con cầm không cầm được nước mắt và lại tự trách tại sao không làm cho ba vui khi ba còn sống. Bây giờ ba xa tụi con rồi, dù có đánh đổi tất cả những gì quý giá nhất cũng không thể nào kéo lại thời gian trở lại để chúng con có cơ hội bù đắp những tuồng miệng mà chúng con đã nghe ra cho ba. Xin ba tha thứ cho chúng con nha. Chúng con cảm ơn ba đã không đi bước nữa khi mẹ đã ra đi để dành trọn vẹn cuộc đời chung thủy với mẹ, cũng như tình thương cho chúng con mà cũng không mang hạnh phúc cho riêng mình. Tới hôm nay chúng con không còn cơ hội để chúc tết ba và nghe ba những vui mừng chúc mừng cho con cháu
như mọi năm mà thay vào đó nén hương sẽ được cắm trên bàn thờ. Tụi con sẽ nhớ ba nhiều lắm. Thôi thì ba về làm tụi với mẹ, chắc chắn bên kia mẹ đang chờ ba cùng học tổ. Ba đi đưa về. Tụi con vô cùng thương tiếc, tụi con xin những việc mà từ các bạn cùng các bạn hộ niệm. Kính thưa các bạn đồng và các anh chị em, thân đồng quyến thuộc đã dành thời gian quý báu đến dự an lễ cho chúng tôi là ông hùng dân pháp danh chân pháp đến an nghỉ cuối cùng trong lúc gia đình có những tan gia bối rối. Có gì sửa sau xin quý thầy mở hoa. Dạ, tan gia cùng cảm tạ quý thầy và quý ban hộ niệm.
em lộ thôi.